Celine, bà ổn không? Những hình ảnh này đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người hâm mộ Celine Dion. Hội chứng rối loạn vận động liên quan tự miễn, một căn bệnh hiếm gặp đã gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương, khiến cô mất kiểm soát cơ bắp và gặp khó khăn trong việc điều khiển thanh quản. Cũng vì vậy mà suốt thời gian dài, Celine Dion đã buộc phải gác lại sự nghiệp ca hát của mình. Khi tôi cố gắng thở, phổi của tôi vẫn ổn, nhưng thực sự phía trước phổi tôi cứng ngắc. Vì hội chứng rối loạn vận động, nó giống như là... Đó chính là vấn đề và nó thực sự khó khăn với tôi khi phải lắng nghe nó và để mọi người nghe thấy nó. Tôi không muốn mọi người nghe thấy giọng tôi như thế. I Am Celine Dion do đạo diễn từng nhận đề cử Oscar Irene Taylor chỉ đạo thực hiện. Nhà làm phim người Mỹ đã được Celine Dion cho phép tiếp cận một kho tài liệu gồm nhiều đoạn video về cô và ghi lại những hình ảnh chưa từng được công bố. Celine không bao giờ yêu cầu chúng tôi ngắt máy, ngay cả lúc cô ấy đau đớn nhất, bởi vì cô ấy đã sẵn sàng nói về chính cô ấy, nói lên tiếng nói của cô ấy. Khi tiếp xúc với Celine, tôi đã nhận ra một điều rằng khi bạn có ý chí, bạn sẽ tìm ra đường đi. Bởi ngay cả lúc bị căn bệnh hành hạ, cô ấy không hề nao núng và không bao giờ lùi bước. Ngay sau khi ra mắt, I Am Celine Dion đã vươn lên dẫn đầu lượt xem tại 48 quốc gia trên nền tảng phim trực tuyến Prime. Không chỉ bùng nổ về mặt truyền thông, phim cũng nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình khi đã làm nổi bật sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy của Celine Dion, đồng thời cho thấy tinh thần kiên cường của cô trong giai đoạn khó khăn nhất. Tôi nhớ các fan của mình rất nhiều, tôi nhớ họ. Nếu tôi không thể chạy, tôi sẽ đi. Nếu không thể đi, tôi sẽ bò. Tôi sẽ không dừng lại. Không bao giờ dừng lại.